Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở chương trình Học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn với chủ đề của cái phần 31 này là 长春一家商店买东西不要钱. Mình giải thích cái tựa đề ha. 长春 là Thường Xuân, tên một cái thành phố ở Trung Quốc. 长春一家商店 là một cửa hàng, nhưng mà ngay chỗ này ta hiểu nó là 长春的一家商店, nhưng mà từ tơ người ta không có nêu ra. Như vậy tức là một cửa hàng ở thành phố Thường Xuân. Mài tông xì bố giao chén là mua đồ không mất tiền. Bố giao chén là không mất tiền. Rồi bây giờ mua đồ bằng cách nào mà không tốn tiền, không mất tiền đây? Xin mời mọi người chúng ta cùng vào trong bài nhé. Thì yêu cầu của một số bạn là trước khi giải thích nghĩa đó, đọc một lần cho các bạn nghe. Và khi đọc thì để chữ luôn cho các bạn dò theo. Cho nên mình sẽ làm theo như vậy. Mọi người nghe trước một lần nhé, có thể dò theo hay không thì tùy các bạn thôi. Rồi sau đó mình sẽ phân tích ý nghĩa của bài. Xin mời mọi người bắt đầu nghe nào. 长春有一家商店很有意思, 人们来这里买东西不要钱, 但是要用废品来换。 第一次来这个商店的人们说, 他们学习了 怎么做垃圾分类？王医生想用废品换59元的油，他的同事们知道了，都帮他一起找废品。人们觉得这个商店非常好，希望大家都来这里换东西。这个商店说， 他们准备开200家商店. Và sau đây thì xin mời mọi người chúng ta cùng giải thích nội dung của bài nhé. 长春有一家商店. Ở Thường Xuân có một cái cửa hàng. Y giá là bằng với y cưa thôi. Chúng ta muốn dùng từ nào thì dùng từ giá đẹp hơn, thiên về viết hơn. Ở Thường Xuân có một cái cửa hàng. Hình dụ dưới xưa là rất thú vị. Rất thú vị. Đến mình lại trở lì mài tốn xì. Mọi người đến đây để mua đồ bổ giao chén là không mất tiền. Không phải tốn tiền. Tan sư, giao dung phê phìn lại hoan. Tan sư là nhưng giao dung phê phìn lại hoan. Phải dùng phê phìn là các cái phế liệu, như cái vật mà mình không còn dùng đến nữa đó. Phế phẩm á, lại hoan là để đổi. Tiếp nữa, tì ý sư lại trơ cơ sang tiên tờ rỉnh mình số. Tì ý sư lại trơ cơ sang tiên. Lần đầu tiên đến cửa hàng này. Còn bây giờ có tờ rỉnh mình thì dịch là những người lần đầu tiên đến cửa hàng này. Số là nói. Tì ý sư lại trơ cơ sang tiên tờ rỉnh mình số. Tham mình sẽ xí lơ. Họ đã học được. Sẽ xí lơ là đã học được. Chầm mơ là làm sao. Chua là chi phân lê. Chua phân lê là làm phân loại, có nghĩa là phân loại. La chi phân lê tức là phân loại rác. Quảng y sơn xiàng dung phê phìn hoan 59 yuan tơ yổ. Quảng y sơn là bác sĩ Vương. Xiàng dung phê phìn, muốn dùng các cái vật bỏ đi, các cái phế liệu. Hoan 59 yuan tơ yổ tức là đổi dầu. Hoan này là hoan dỗ, là đổi dầu, tương ứng với 59 đồng. Chiều sử vụ duyển tờ dỗ. Tha tờ thủng sư minh, trí to là thủng sư minh là các đồng nghiệp, thủng sư không là đồng nghiệp. Tha tờ thủng sư minh, trí to là những đồng nghiệp của ông, sau khi biết, trí to là đã biết. Tô băng tha là đều giúp ông ấy, y chỉ trạo phê phiền, cùng nhau tìm các cái phế liệu, các cái vật bỏ đi, vứt đi. Rỉnh mình chuyển tờ trơ cơ sang tiên phê chẳng hộ. Rỉnh mình chuyển tờ, mọi người cảm thấy trơ cơ sang tiên là cái cửa hàng này phê chẳng hộ rất là hay, rất hay ho, rất là tuyệt, cực kỳ tuyệt cũng được. Xí quan ta chá, tôi lại trơ lì khoan tông xì, hy vọng mọi người đều đến đây để đổi đồ. Xí quan ta chá, tôi lại trơ lì khoan tông xì. Trơ cơ sang tiên số. Trơ cơ sang tiên số là cửa hàng này đã nói. Tham mình chuẩn bị khai.
họ chuẩn bị mở 200 gia sang tiền, 200 cái cửa hàng nữa, hay là 200 cửa sang tiền cũng được. Sau đây xin mời mọi người đọc theo mình một lần nhé. Đọc từ đầu. Chàng xuân yếu y gia sang tiền, hẳn yếu y sơ. Rỉnh mến lại trở lì mài tống xì, bú yào chén. Tàn sư yếu dung phê phìn lại hoàn. Tì ý sư lại trở cơ sang tiên tờ rỉnh mến sô. Họ học được cách làm phân loại rác thải. Họ học được cách làm phân loại rác thải. Họ học được cách làm phân loại rác thải. Họ học được cách làm phân loại rác thải. Tô băng tha y chí trào phê phìn. Rỉn mến chuyệ tờ trơ cơ sang tiên phê chẳng hảo. Xí vọng đa gia tô lại trơ lì hoan tông xì. Trơ cơ sang tiên sô. Họ chuẩn bị chuẩn bị khai 200 gia sang tiền. Như vậy là đến đây là mọi người đã học được nội dung của bài rồi. Bây giờ mọi người nghe thật là nhanh lại một lần thử xem là mọi người đã nắm được hết ý nghĩa không nha. Mình đọc tương đối nhanh một chút. Chàng xuân yếu y gia sang tiền, hẳn yếu y sơ. Rỉnh mến lại trở lì mài tống xì, bú yào chén. Tàn sư yếu dung phê phìn lại hoàn. Tì ý sư lại trở cơ sang tiền tờ rỉnh mến sô. Họ mến xuế xí lờ chấm mơ chô, là chi phân lệ. Quảng y sân xẻng dung phê phìn hoàn 59 yuán tờ yếu. Thà tờ thống sư mến trí tò lờ, tô băng thà y chí trào phê phìn. Rỉnh mến chuyệ tờ trở cơ sang tiền phê chẳng hảo. Xí vọng đa gia tô lại trở lì hoàn tông xì. Trở cơ sang tiền sô, họ mến chuẩn bị khai 200 gia sang tiền. Và đến đây là xem như chúng ta đã kết thúc phần 31 của cái chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chúc mọi người học thật là tốt và hiệu quả. Và mọi người nhớ là học thật là kỹ cái nội dung nó. Tốt nhất là học thuộc lòng luôn, sau đó rồi kể lại cho bạn bè nghe. Nếu không thì tự kể và kể cho thấy lưu loát thì xem như là mới thành công được. À, mọi người vui lòng đăng ký nếu như chưa đăng ký và cho thầy một like để mai mốt thầy post lên YouTube cho nó nhanh hơn. Xin chào mọi người.